Các bạn khán giả của Football thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân động Pleiku để chứng kiến trận đấu sớm nhất trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 của Knight Cup V-League 2022. Trận đấu giữa đội chủ nhà Hoàng Gia Lai và đội khách Hải Phòng. Đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn giữa những đội bóng có trường phái kiểm soát bóng và tấn công thuộc dạng hay nhất của V-League. Và lúc này thì hai câu lạc bộ cũng đang bám rất sát nhau trên bảng xếp hạng của Knight Cup V-League mùa giải 2022. Hoàng Gia Lai là đội chủ nhà đang xếp ở vị trí thứ 3 với 19 điểm và Hải Phòng áp sát ở ngay phía sau ở vị trí thứ 4 với 17 điểm. Ngày hôm nay trên sân rộng Pleiku có sự hiện diện của Bầu Đức, có sự có mặt của ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng. Trận đấu đã bắt đầu và trong hiệp đấu đầu tiên này thì Hoàng Gia Lai trong trang phục áo vàng quân vàng tất bạc đến với tay vải vàng nhỏ của quý vị và các bạn và tranh chấp một bóng bổng trên không. Sau đó thì Huy Mario lại cũng là một đàn đào rất mạnh mẽ và quyết tâm không vào. Đó là tình huống dứt điểm ở góc hẹp của đàn đào. Dũng Tuấn đường chuyền hay Văn Thành. Đường truyền của Văn Thành, bật tường trúng lộ, Bình Vương không được. Có vẻ như đã có lỗi việt vị của Brandao. Đó là Triệu Việt Hưng và Lee Mario rất trống trải, không được. Văn Minh không có lỗi việt vị của Lê Văn Minh. Triệu Việt Hưng vẫn là Văn Minh. Hải Huy cú tấn công nguy hiểm đầu tiên của các cầu thủ Hải Phòng và tạt bằng chân phải của Triệu Việt Hưng. Trận đấu và Hà Nội vẫn đang hòa không để nguy hiểm không vào nhưng đã có lỗi về vị của Mauricio. Khán giả trên sân Pleiku đang không hiểu vì sao Mauricio có thể đánh đầu ra ngoài trong pha bóng vừa rồi, pha bóng mà có cảm giác như nếu như anh để bóng trôi thì bóng sẽ đi vào khung thành. Ta xem ở góc này không, nếu như không có sự tác động của Mauricio thì bóng cũng sẽ đi ra ngoài. Hải Huy đá rất căng. Tuấn Linh đã chọn giải pháp an toàn là đấm bóng. Hôm nay thì Huỳnh Tuấn Linh đã có cơ hội gặp lại những người đồng đội cũ trong đó Thanh Tuấn Linh là Hải Huy. Biển Vi Mario penalty. Những lỗi lầm nơi hệ thống phòng ngự của Anh Gia Lai đã phải trả giá bằng một tình huống penalty. Vi Mario thì vừa khôn ngoan vừa nhanh nhẹn vừa khỏe, có cơ hội ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và đây không phải là lần đầu tiên anh đã từng ghi bàn vào lưới Hoàng Gia trong mùa áo FC Thanh Hóa. Rất hồi hộp. Vi Mario bàn thắng thứ 10 của các cầu thủ của Di Mario trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng và bàn thắng đầu tiên của Di Mario vào lưới câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay giúp cho Hải Phòng vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Jose Pandey rất mạnh mẽ là Pandey. Jose Pandey là một trong những cầu thủ khỏe nhất. Huyền không vào, không có lỗi việt vị nhưng Brandao lại đánh đầu trên cột dọc. Một tình huống phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ Hoàng Gia Lai và họ thực sự xứng đáng có bàn thắng trong pha bóng này. Brandao đúng là không việt vị, tình huống bay người và đánh đầu dũng mãnh, bóng rất căng nhưng lại trên cột dọc trong gang tấc. Nỗ lực tạt bóng bằng chân trái của Vũ Văn Thành, lâu lắm rồi chúng ta mới thấy rất hay của Văn Thành. Bình Vương không được. Bình Vương đã cố gắng đưa trái bóng về phía góc xa nhưng không hiểu sao nó lại đi thẳng vào người của Đình Triệu. Một pha phối hợp cực hay của cầu thủ Anh Gia Lai
và Văn Thanh tiếp tục cho thấy được sự hiệu quả bên phía hành lang tấn công cánh trái. Minh Vương cũng đã có nhịp khống chế đầu tiên khá ổn, cho dù bóng đã có sự đổi hướng. Trương Việt Hưng không được, quá nhẹ bằng chân phải, chân không thuận của Trương Việt Hưng. Nhưng trước đó là một tình huống xử lý có phần đáng trách của Lương Xuân Trường. Số 6 Hoàng Gia Lai đã có một tình huống tranh chấp có thể nói là hơi thiếu quyết tâm để cho Triệu Văn Đường thoát đi một cách dễ dàng. Văn Thanh và Phạm Trung Hiếu, nỗ lực tạt bóng của Văn Thanh. Lê Văn Sơn không được, đi ra phía ngoài mã lưới khung thành của Ngô Đình Triệu. Trong những phút cuối của hiệp 1, Tiểu Anh Gia Lai đã tăng tốc, tràn sang phần sân của đối phương. Pha bóng mà cao thủ Hải Phòng cho rằng bóng đã chạm tay. Tiếp tục lại là một tình huống mất bóng nguy hiểm của Lưu Tuấn. 11 đúng dụng trận này cho câu lạc bộ Hải Phòng. Trận đá chính và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuấn Dũng đã cho thấy được sự ổn định phong độ của mình trong bộ máy của câu lạc bộ Hải Phòng. Và nếu như chúng ta nhìn rộng ra một chút nữa về những năm mà Dũng còn thi đấu cho câu lạc bộ AF Đà Nẵng. Vi Mario lại là còn một quả penalty nữa. Hai sai lầm liên tiếp của các cầu thủ phòng ngự ngoài Gia Lai đều đã bị Vi Mario khai thác một cách triệt để. Rơi vào khoảng trống, Rui Mario lướt đi như một cơn lốc và Tiến Linh thì băng ra. Người đã dạng bóng trong tư thế với là An Sahi. Chúng ta xem thật kỹ. Penalty rồi. Tiến Linh đã không thể chạm vào trái bóng, người chạm bóng là Rui Mario. Tuấn Linh trong tình huống băng ra đã không thể kiểm soát được tốc độ của mình. Vi Mario không vào. Lần này thì Vi Mario đã thay đổi hướng sút và anh đã không thành công. Cú đá bồi sau đó của Triệu Đức cũng đã đưa trái bóng lên thẳng khán đài. Sự tiếc nuối của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Vi Mario đã rất không hài lòng với tình huống điểm vừa rồi của mình. Tình huống dứt điểm quá khó. Vi Mario khoảng trống. Vi Mario không được, quá chậm và Mauricio đã thực hiện một pha phòng ngự rất đẳng cấp, rất tự tin, rất tự tin của các cầu thủ Hải Phòng. Đó là Nguyễn Văn Minh. Rất tiếc là bóng này đi chạy cột. Có lẽ là việc đã thực hiện hỏng tình huống dứt điểm trên chân đá penalty đã khiến cho Vi Mario có những bất ổn trong tâm lý và anh đã không thể thực hiện được tình huống dứt điểm này một cách chuẩn mực nhất. Đường truyền của đồng đội và bay người đánh đầu cận thành, nhưng bàn thắng cân bằng của trường của Gia Lai. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Người chạm bóng đầu tiên là Văn Thành. Đường truyền rất chính xác của Thanh Nhân. Gia Lai thay người đã thao tác và thay đổi cách thức